ngày thứ 93, cuộc gặp gỡ giữa tình yêu và tội lỗi. Tình yêu và tội lỗi gặp nhau ở nơi đâu? Ở nơi mà sự ngược đãi, nhạo báng, lăng nhục và ác độc giáng xuống Chúa chúng ta. Người là đấng nhập thể vì tình yêu toàn vẹn, lòng thương xót trong thánh tâm người là vô biên. Tình yêu chăm sóc và quan tâm của người dành cho nhân loại vượt ngoài sức tưởng tượng. Nhưng rồi, những người lính chế giễu, nhạo báng người, hành hạ người, làm trò vui. Đáp lại, người vẫn yêu thương họ với một tình yêu trọn vẹn. Đây là nơi gặp gỡ thật sự giữa tình yêu và tội lỗi. Bạn đã từng chạm trán với tội lỗi của người khác chưa? Có bao giờ bạn bị cư xử với hận thù, sự khắc nghiệt và đầy hiểm ác chưa? Nếu có, lại có một câu hỏi quan trọng để suy nghĩ. Vậy thì bạn đã phản ứng như thế nào? Bạn lấy lời lăng nhục để đáp lại lăng nhục, gây tổn thương để đáp lại tổn thương? Hay bạn để cho chính mình được noi gương Chúa, lấy tình thương đáp lại tội lỗi? Lấy tình yêu đáp trả độc ác là một trong những con đường sâu xa nhất để chúng ta noi gương đấng cứu độ trần gian. Lạy Chúa, khi con bị ngược đãi và đối xử bằng tội lỗi, con nhận thấy chính con bị tổn thương và giận dữ. Xin giải thoát con khỏi những khuynh hướng này, nhờ đó con có thể bắt chước tình yêu trọn hảo của Chúa. Xin thương giúp con biết đối diện với mọi tội lỗi mà con gặp bằng tình yêu chảy tràn từ thánh tâm Chúa. Xin giúp con biết tha thứ, nhờ đó nhan thánh Chúa được chiếu tỏa nơi những người đã phạm quá nhiều lầm lỗi. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Giữa lúc nhân gian đang gồng mình chịu bao đớn đau tang thương, Ngài ơi, giữa lúc sóng gió như nhận chìm thuyền đời con sóng xô ta tới, giữa lúc bão tố như đập vùi một mình con trôi vai giữa khơi, Ngài ở đâu? Thức dậy mau, đừng để con đơn độc thương đau. Chúa vẫn ở bên con trên đường đời con, sao con chẳng nhận ra? Chúa vẫn ở trong con, đang khi con tìm kiếm ở đâu xa. Chúa ơi, cho con nhận ra, Ngài vẫn thức. Chúa dấu lòng.